lưu thông an toàn, thuận lợi. Mình nghĩ nếu mà có một cái làn đường riêng cho xe đạp ấy thì sẽ rất là an toàn hơn so với là việc đi với hỗn hợp với xe máy, với ô tô ạ. Kết nối hiệu quả với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Có làn đường dành riêng cho xe đạp thì sẽ rất thuận tiện cho cái việc kết nối với các cái phương tiện công cộng. Giảm thiểu ùn tắc giao thông. Giải quyết về cả về ùn tắc giao thông, cả phát triển vận tải công cộng và cả vấn đề giải quyết chống ô nhiễm môi trường. Liệu những hiệu quả tích cực này có thực sự xảy ra khi làn đường dành riêng cho xe đạp được triển khai đúng như đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội? Mình cũng nên rút kinh nghiệm từ BRT để mình xử lý cái đấy. Thì những cái người nghiên cứu ra là cũng phải có cái xử lý mềm để sao cho nó hợp lý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng tôi đã vừa giới thiệu, làn đường dành riêng cho xe đạp sẽ là câu chuyện mà Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay muốn chia sẻ tới quý vị. Mặc dù ngày nay đã có nhiều phương tiện hiện đại hơn, thế nhưng không thể phủ nhận là một bộ phận người dân Hà Nội thì vẫn giữ thói quen đạp xe, phải không chị Thanh Vân? Vâng, đúng là như vậy. Với nhiều người dân thủ đô thì xe đạp không chỉ là một phương tiện để đi lại mà còn là một phương pháp để rèn luyện sức khỏe nữa. Có rất nhiều những câu lạc bộ hay là các hội nhóm yêu xe đạp với sự tham gia của hàng nghìn người và coi xe đạp như một bộ môn thể thao vào sáng sớm. Ngoài ra thì tôi thấy là một bộ phận người dân cũng sử dụng xe đạp để đi làm. Các em nhỏ thì đi học hay gần đây thì rất là nhiều người sử dụng xe đạp để trung chuyển đến các trạm phương tiện vận tải công cộng nữa. Vâng, trong bối cảnh giao thông liên tục ùn tắc và cả ô nhiễm không khí thì xe đạp cũng là một giải pháp tốt. Thế nhưng thực tế dù là sử dụng xe đạp để tập luyện thể thao hay là phương tiện chính để di chuyển thì những người đạp xe vẫn luôn cảm thấy là họ bị lép vế so với xe máy và ô tô. Người đi xe đạp thì không thuộc đối tượng ưu tiên ngay trong hạ tầng và tư duy tổ chức giao thông, thậm chí còn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro mất an toàn. Sử dụng xe đạp làm phương tiện chính để đi lại khắp thành phố trong nhiều năm, chị Mai Phương Thảo hiện đang là nhân viên văn phòng cho biết lý do mình ưu tiên loại phương tiện này đó chính là để nâng cao sức khỏe cho bản thân cũng như giảm thiểu khí thải thải ra môi trường. Nhưng mỗi khi tham gia giao thông với chiếc xe đạp, chị thường phải chuẩn bị cho mình mũ bảo hiểm, bao đeo bảo hộ là bởi không có lối đi ưu tiên dành cho xe đạp, khiến cho xe đạp trở thành phương tiện nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất trong những giờ cao điểm. Thực ra thì xe đạp hiện tại cũng có thể là một số mọi người không chọn để đi lại tại ví dụ như cụ thể là thành phố Hà Nội, tại vì nó thực ra đánh giá là cũng khá là nguy hiểm, tại vì là xe đạp hiện đang không có làn đường riêng. Đấy, nên là mong muốn của mình nếu mà ví dụ thành phố có những cái làn đường hoặc là những cái phân đường ấy dành riêng cho người xe đạp ấy, an toàn, kể cả bây giờ ví dụ học sinh ấy, ví dụ các cháu cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng có thể là đã đi xe đạp đi học rồi ấy. Thì nếu mà có những cái làn đường riêng như thế cho người đi xe đạp thì quả là tuyệt vời. Anh Đặng Xuân Thắng hiện đang sinh sống tại quận Đống Đa, cũng là một trong số những người yêu thích xe đạp. Nhưng việc sử dụng xe đạp để lưu thông trên đường phố thủ đô lại khiến anh luôn lo lắng. Là bởi hầu như vào giờ cao điểm, xe máy và ô tô đều chen vào làn trong cùng, khiến nhiều người đi xe đạp lúng túng, không biết phải đi đường nào. Cộng với việc hầu như tất cả các cầu ở Hà Nội, kể cả cầu vượt, đều cấm xe đạp, điều này dường như biến việc đi xe đạp trở nên bế tắc, đã khó lại càng khó hơn. Chính vì vậy, để tránh những rủi ro, anh thường phải lựa chọn những tuyến đường nội đô hoặc khung giờ khác trong ngày để tập luyện bằng xe đạp. Bản chất cái đô thị Hà Nội này nó vẫn chưa hoàn toàn là phù hợp để đi xe đạp, nhất là trong những cái giờ cao điểm ấy, thì mật độ xe cơ giới là rất là đông. Đi những cái mình khi mình đi xe đạp mà mình tham gia giao thông ở trên những cái đường tuyến giao thông chính thì mình thấy là nó cũng không phù hợp lắm, nhưng mà những cái đường trong những cái khu đô thị hoặc là những cái đường nhánh nhỏ thì thông thường khi mình đi xe đạp thì mình chọn những cái đường nhỏ nhỏ một chút ấy, thì mình thấy là nó an toàn hơn. Nếu mà có một cái đường riêng cho xe đạp thì cái người đi xe đạp người ta sẽ yên tâm để người ta đi hơn, và nó là một cái đường ưu tiên thì mình đỡ bị đan xen vào ví dụ xe ô tô rồi là xe máy rồi các thứ ấy. Bởi vì xe đạp thì là cái xe đi chậm nhất, thế nên mình luôn luôn mình bị động, và nó không như kiểu xe máy ấy. Xe máy thì nó có cái gương chiếu hậu này, hoặc là ô tô thì nó còn nhiều cái phương tiện khác để người ta có thể quan sát ở bên sau, ở phía sau này. Nhưng xe đạp nhiều khi mình muốn quan sát phía sau mình phải ngoái đầu lại, thì nhiều khi như thế nó không an toàn khi mà mình đi trên đường ấy.
Với những người thường xuyên sử dụng xe đạp, tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp là cách giúp họ cảm thấy an tâm hơn khi lưu thông trên đường, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm. Vâng, một thành phố mà có nhiều tiện ích phục vụ cho đa phương thức giao thông thì là rất lý tưởng rồi. Thế nhưng hiện nay thì đa số các tuyến đường tại Hà Nội thì có số làn xe quá ít và không gian một phần thì đã dành cho xe máy, nên diện tích dành riêng cho xe đạp thì rất hạn chế. Vâng, trên thế giới thì xe đạp là một phương tiện giao thông cũng khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Đối với họ thì xe đạp là một phần không thể thiếu của cuộc sống, không phải là một phụ kiện chuyên môn hoặc là một biểu tượng của lối sống lạc hậu. Việc quy hoạch làn đường dành riêng cho xe đạp thì đã không còn xa lạ. Chính phủ nhiều quốc gia đã bắt tay vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng đi xe đạp và quy hoạch đô thị. Một mạng lưới rộng lớn các tuyến đường, làn đường cho xe đạp đã được thiết lập khắp các đô thị. Những tuyến đường này thì khá rộng và được đánh dấu rõ ràng bằng các ký hiệu riêng có ánh sáng dẫn đường hoặc là được cải tạo để trở nên phẳng lặng hơn. Nói đến thủ đô của xe đạp, không thể không nhắc tới thành phố Copenhagen của Đan Mạch. Số lượng xe đạp nhiều gấp 5 lần ô tô và nhiều hơn dân số thành phố. Với tuyến đường dài 382 km dành riêng cho xe đạp, giao thông được điều phối thuận tiện, người đi xe đạp được thoải mái tự do, trong khi các tài xế ô tô kẹt cứng vì tắc đường giờ cao điểm. Thành phố còn phân chia làm hai loại đường dành cho xe đạp. Đó là đường cao tốc, được thiết kế dành riêng cho người sống ở vùng ngoại ô và làm việc ở trung tâm Copenhagen. Loại đường thứ hai là tuyến đường xanh, dành cho những người dạo chơi bằng xe đạp. Hà Lan đã trở thành hình mẫu hàng đầu thế giới về quốc gia đi xe đạp. Thủ đô Amsterdam của Hà Lan còn có thể tự hào là thủ đô xe đạp của thế giới. Gần 60% dân số từ 12 tuổi trở lên đi xe đạp hàng ngày. Chỉ tính riêng thủ đô của Hà Lan đã có tới 767 km đường dành riêng cho xe đạp. Còn tính tổng thể thì đất nước Hà Lan có hơn 35.000 km đường dành cho xe đạp, bằng 1/4 chiều dài mạng lưới đường bộ của cả nước. Khoảng 60% bùng binh ở các thành phố của Hà Lan có đường dành riêng cho xe đạp. Nhiều nút giao thông cũng đã được tái phát triển để giảm thiểu rủi ro mà người đi xe đạp phải đối mặt. Nhiều quốc gia châu Á cũng đưa ra các biện pháp khuyến khích người dân sử dụng xe đạp. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cũng mở làn đường riêng dành cho xe đạp từ năm 2019. Làn đường này dài 6,5 km, trong đó có 2,7 km là cầu vượt, chỉ phục vụ xe đạp thô sơ, đồng nghĩa người đi bộ, ô tô và xe đạp điện đều bị cấm. Người đi xe đạp sẽ phải đi về lối bên phải làn đường, phải dắt bộ nếu xe bị hỏng và chỉ được ra khỏi làn đường ở lối ra gần nhất. Việc đỗ xe trên đường và đi ngược chiều cũng sẽ bị cấm. Ngoài ra, tốc độ tối đa cho phép là 15 km/h. Kể từ năm 2019, chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia triển khai hàng chục km làn đường riêng dành cho người đi xe đạp, góp phần làm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông cũng như ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Được đưa vào thử nghiệm từ tháng 9 năm 2019, dự án này nhằm cải thiện tình trạng giao thông tại thành phố đông dân nhất Đông Nam Á. Đến nay, dự án đã hoàn thành xây dựng khoảng 100 km đường dành riêng cho người đi xe đạp, nằm dọc nhiều tuyến phố ở nội đô Jakarta. Dự án cũng góp phần thay đổi mô hình chính sách giao thông định hướng từ ô tô sang phương tiện công cộng. Jakarta hướng tới mục tiêu xây dựng 500 km tuyến đường dành riêng cho xe đạp từ nay tới năm 2030, kết nối thành phố này với các khu vực xung quanh. Vâng, chưa nói tới những đất nước xa xôi như là Hà Lan và Đan Mạch đã dành đến hàng trăm km để làm những làn đường dành riêng cho xe đạp, mà ngay tại láng giềng của chúng ta thôi là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thì cũng mới mở làn đường dành riêng cho xe đạp từ năm 2019 trên một đoạn đường gần 7 km, và thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm từ đó. Mới đây thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã vừa đưa ra đề xuất thí điểm tổ chức làn đường riêng cho xe đạp tại hai khu vực tuyến phố. Và theo sở thì làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp để xe lưu thông được an toàn và thuận lợi. Ngoài ra thì tuyến đường được lựa chọn thí điểm thì cũng sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như là đường sắt đô thị, xe buýt hay là trạm xe đạp công cộng. Tuyến đường thứ nhất được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp là đường chạy dọc sông Tô Lịch, đoạn từ ngã tư Sở, quận Đống Đa đến Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, dài 2,3 km. Theo phương án tổ chức làn xe đạp tại tuyến đường chạy dọc sông Tô Lịch, làn xe đạp sẽ được bố trí rộng 3 m, 1 m còn lại dành cho người đi bộ.
Tuyến đường này có khả năng kết nối với ga Láng của đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông và ga số 8 của Metro Nhổn – ga Hà Nội tại khu vực Cầu Giấy. Tuyến đường thí điểm thứ hai là vỉa hè quanh công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm. Tuyến đường này dành cho xe đạp khoảng 5,7 km, trong đó khu vực đi trên hè quanh công viên Hòa Bình 1,8 km, đi trên đường Hoàng Minh Thảo gần 4 km. Dọc tuyến đường cũng có các trạm xe buýt để phục vụ hành khách đi xe đạp, kết nối với vận tải hành khách công cộng. Mức kinh phí để tổ chức thí điểm hai tuyến đường dành cho xe đạp trên dự kiến khoảng gần 10 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nước. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, xe đạp và dịch vụ xe đạp công cộng đã phát triển và được triển khai tại Hà Nội thời gian qua. Tuy nhiên đến nay, tại thành phố Hà Nội vẫn chưa có làn đường dành riêng cho xe đạp. Việc này thì không chỉ gây khó khăn cho người dân khi đi lại, không khuyến khích được loại hình này phát triển mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các phương tiện tham gia giao thông chung khi xe đạp di chuyển trên đường. Các đô thị nói chung và Hà Nội nói riêng thì đang hướng tới giao thông xanh và tiết kiệm năng lượng. Thì ngoài các phương tiện giao thông công cộng như là xe buýt và tàu điện thì phải khuyến khích phát triển xe đạp. Trong khi ở các tuyến đường chính thì người đi xe đạp không có chỗ để đi, thì tuyến đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ dài 4 km dọc sông Tô Lịch, Hà Nội được thông xe năm 2019, giờ lại vắng bóng người sử dụng. Ở phía hai đầu đường được rào chắn cẩn thận và muốn đi xe đạp thì buộc phải nhấc xe qua. Hiện một đoạn đường lại còn đang được sử dụng để làm nơi tập kết đất đá phục vụ cho công trình thi công nữa. Đề xuất này nếu được triển khai thì cũng tránh được lãng phí một đoạn đường bỏ không. Còn với tuyến đường Hoàng Minh Thảo quanh công viên Hòa Bình thì phải quy hoạch mới toàn bộ, khi mà con đường vẫn đang là các làn phương tiện di chuyển chung thì chắc chắn cũng sẽ gặp phải không ít những lo ngại từ phía người dân. Tiện lợi, an toàn, văn minh, đó là nhận định của nhiều người dân khi nghe về đề xuất làn đường dành riêng cho xe đạp ở Hà Nội. Rất nhiều người dân Hà Nội khi được hỏi quan điểm về đề xuất này cũng đã bày tỏ sự hào hứng và đồng tình. Tôi thường xuyên sử dụng xe đạp để di chuyển. Việc xe đạp phải đi chung làn đường với cả ô tô, xe máy thì sẽ gây nguy hiểm. Tôi rất là ủng hộ việc Sở Giao thông đề xuất là có một cái làn đường dành riêng cho xe đạp sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong việc di chuyển và có thể là giảm cái sự khó chịu cho các phương tiện khác khi cảm thấy là có những cái phương tiện xe đạp đi cùng chung làn đường với họ. Là xe đạp cũng khá là hợp lý thôi. Nếu mà nó tách hẳn riêng ra như này ở trên đường Láng này thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tôi nghĩ là nếu mà có làn đường dành riêng cho xe đạp thì sẽ khuyến khích được nhiều người đi xe đạp hơn. Còn cái việc mà ví dụ như bảo phù hợp với cả thời tiết, khí hậu của miền Bắc hay Hà Nội hay không thì nó là còn do cái thói quen sử dụng. Ví dụ như là ở Singapore chẳng hạn, người ta đi phương tiện giao thông công cộng rất là nhiều, mặc dù khí hậu họ rất là nóng. Khi mà sử dụng cái làn đường riêng này thì mình sẽ không bị tắc đường ở bên ngoài, tiết kiệm được thời gian và cũng không bị chen lấn, mất an toàn bên ngoài. Tôi rất là mong đợi cái dự án này được hoàn thành, có cái làn đường dành riêng cho xe đạp thì mình sẽ sử dụng hàng ngày, bởi vì là bây giờ mình vẫn đang sử dụng hàng ngày. Chuyện thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp trước đây đã từng được đề xuất và từng bị cho là điên rồ. Nhìn nhận thực tế trong vài năm trở lại đây, việc phát triển loại hình giao thông này ở thủ đô đã có những bước tiến lớn. Thế nhưng khi đề xuất đang từng bước được thực hiện hóa, một lần nữa nó vẫn vướng phải sự băn khoăn của một bộ phận không nhỏ người dân. Với kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng cho hai làn đường dành riêng cho xe đạp, dài khoảng chừng 8 km, nhiều người tự hỏi rằng liệu đề xuất này có hợp lý để triển khai hay mãi cũng vẫn chỉ nằm trên giấy. Các nước tiên tiến thì người ta đã có những cái làn đường dành riêng cho xe đạp, chỉ có làn dành cho ô tô và xe đạp thôi. Chứ còn mình đang lẫn lộn như này rất là khó. Đấy là một phương tiện đi khá là chậm nên là với từng dòng người vội vã như thế này thì tôi không biết là mọi người có ủng hộ cái điều đấy hay không. Em nghĩ là cái làn đường xe đạp này nó đang chưa hợp lý cho lắm. Tại vì là phương tiện đi lại khu đường Láng cũng đông ấy, nhưng mà cái phương tiện di chuyển bằng xe đạp thì nó không nhiều. Nên là em thấy để đấy thì nó hơi thừa. Nói về để giảm thiểu ách tắc giao thông thì đó là điều không thể. Mà thậm chí là mình còn đang thiếu làn đường để mà cho các cái phương tiện chính này tham gia giao thông. Mọi người cũng đã quá quen với cái giao thông bị chật chội ở đây rồi. Thì thôi thì thêm một cái làn xe đạp trong đấy khuyến khích người dân luyện tập sức khỏe thì cũng không sao cả.
Vâng, rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng dù là mục đích là tốt, thế nhưng đề xuất làn đường dành riêng cho xe đạp cũng vấp phải không ít những ý kiến trái chiều từ người dân. Bản thân tôi thì cho rằng là những băn khoăn này là cần thiết và vô cùng giá trị, bởi cuối cùng thì bất cứ đề xuất nào cũng đều nhằm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Và nếu như bản thân người được hưởng quyền lợi đó còn thấy băn khoăn thì chúng ta cũng cần tính toán và xem xét kỹ lưỡng hơn, phải không ạ? Vâng, chắc chắn là chúng ta cũng phải không thể phủ nhận điều đó. Nhưng còn dưới những góc nhìn của chuyên gia, nhà quản lý, quy hoạch thì họ suy nghĩ sao về đề xuất này? Phóng viên của Đài Hà Nội đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vấn đề này. Nếu theo đúng dự kiến, trong tương lai không xa, khi thành phố Hà Nội triển khai lộ trình cấm xe máy, hạn chế ô tô cá nhân, thì rõ ràng nhu cầu sử dụng các phương tiện công cộng, phương tiện giao thông xanh như xe đạp của người dân sẽ tăng lên. Việc nghiên cứu và triển khai thí điểm nhiều giải pháp giao thông hiện đại, tân tiến lúc này là rất cần thiết. Tôi nói rằng là chủ trương Hà Nội muốn có một cái các cái làn đường dành riêng cho xe đạp thì chúng tôi ủng hộ. Có thể nói rằng là phát triển cái giao thông công cộng thì phải có những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái hoạt động phương tiện công cộng. Mỗi một cái bến xe buýt, mỗi một cái bến tàu điện và mỗi một cái khu dân cư thì chúng ta nên xây dựng một cái trung tâm cho mượn, cho thuê xe đạp và tiếp nhận các cái xe đạp, và đồng thời tổ chức các cái con đường đi từ các khu dân cư đến các cái bến xe buýt, đến các cái bến tàu điện trên cao. Và ngược lại thì tôi nghĩ rằng nếu mà ta làm như thế thì rất phát triển rất tốt cho vấn đề sức khỏe nhân dân, cho vấn đề là phát triển các cái chương trình để mà giảm thiểu cái phương tiện cá nhân, phát triển phương tiện hành khách công cộng. Tuy nhiên, bài học từ nhiều đề xuất trước đó vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT. Từ làn đường riêng trở thành làn đường chung, ùn tắc kéo dài, bất chấp giờ cao điểm hay thấp điểm. Theo chuyên gia giao thông, để không lặp lại sai lầm cũ hay phát sinh những vấn đề mới, cơ quan chức năng cần có sự nghiên cứu nghiêm túc và triển khai một cách bài bản. Cả một cái đường ưu tiên xe đạp thì người ta sẽ đi đông. Còn bây giờ là có mỗi một cái nút giao mà có đường dành xe đạp thì cũng chả có ai đi xe đạp đến đấy mà người ta đi qua cả. Thì cái chính là bây giờ chúng ta phải nghiên cứu tỉ mỉ. Đã thí điểm thì chúng ta phải thí điểm trong một khu vực. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta thí điểm ở tại một cái nút thì khi nó cái nhu cầu đi lại người ta cũng không đủ. Một trong những cái nhân tố mà có thể quyết định đến thành công ấy là chúng ta phải có giải pháp quản lý cái xe đạp đấy. Nên thiết kế cái đường đấy là hạn chế cái xung đột với các cái đường khác, để xe đạp có thể không giao cắt với các đường chính. Mặc dù mới chỉ được thí điểm trên 2 tuyến phố, nhưng đề xuất này vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Bởi rõ ràng, dù là làn đường riêng, nhưng nó lại ảnh hưởng đến giao thông chung và sự tiện lợi của hơn 2/3 lượng phương tiện khác trong thành phố là ô tô và xe máy. Dẫu vậy, các chuyên gia cũng đánh giá đây là hướng đi đúng đắn của Hà Nội trong lộ trình phát triển thủ đô bền vững. Viễn cảnh về thành phố hòa bình, xanh, thân thiện có lẽ sẽ không còn xa vời với những bước tiến trong hành trình thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Quy hoạch giao thông đô thị không chỉ còn là câu chuyện tầm nhìn, mà đã trở thành bài toán đầy khó khăn, thách thức cho những thành phố lớn như Hà Nội. Nhất là khi tốc độ gia tăng dân số và phương tiện ngày càng nhanh và mạnh như hiện nay. Đề xuất làn đường dành riêng cho xe đạp nếu được triển khai tốt, chắc chắn sẽ góp phần giải quyết không ít những vấn đề giao thông còn đang nhức nhối ở Hà Nội như hiện nay. Vâng, làn đường dành riêng cho xe đạp là một bài toán có thể là một giải pháp tốt, thế nhưng mà cái bài toán khó khăn ở đây có lẽ là nằm ở cái văn hóa giao thông của người Hà Nội chúng ta nói riêng và người Việt Nam của chúng ta nói chung. Chúng ta có thể nhìn từ cái kinh nghiệm của làn đường dành riêng cho BRT. Nếu như mà có làn đường dành riêng cho xe đạp thì liệu văn hóa giao thông có đảm bảo được là sẽ dành riêng cái làn đường đó dành cho xe đạp hay không, hay là xe máy và thậm chí là ô tô lại cũng đi vào cái làn đường đó, thì đó mới là cái bài toán mà quyết định tính khả thi của đề xuất này.